Hello các bạn, kênh QH xin kính chào các bạn. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh QH. Các bạn đăng ký kênh, like và chia sẻ. Và thưa các bạn, trong cái việc số tiền 6.000 đô mà một người phụ nữ tên là Hoa Thu Huệ, cũng là một người, cũng là một giọng nói, đã lên vấn đề lên ma mị khán giả vào trong kênh của Nguyễn Tiến Dũng để mà thực hiện hành vi để mà ám hại luật sư Nguyễn Hồng Sơn, luật sư Thanh Trần và một số người ở trên cộng đồng mạng. Chúng ta thấy là cái con Mụ Huệ này á, là một người đàn bà hết sức là xảo trá. Và thưa các bạn thì bây giờ đã tìm ra những cái tình tiết mới. Thứ nhất là mình nói về vấn đề mà con Mụ Huệ này đó, nó khai ra là sao các bạn? Nó khai là có một người đàn ông mà chỉ đạo cho nó. Mới đầu thì nó nói là cái người đó tên là Quỳnh Nguyễn ha. Rồi khi mà nó lên kênh YouTube khác á, thì nó khai cái người đàn ông đó lại tên là Thành. Và kể cái câu chuyện đó, tại sao mà cái người đàn bà mà lừa đảo con Mụ Huệ này nè lại quen là cái người Quỳnh Dũng đó, là chúng ta thấy là những cái người nhà đó thường ra những cái nơi, ví dụ như là cái phạt hay là ra một cái nơi nào đó để mà tập thể dục. Và cái người Quỳnh Nguyễn đã tới tận nhà của cái con Mụ Huệ này. Và trong một cái lần mà nói chuyện như vậy á, thì cái người đàn ông tên là Quỳnh Nguyễn này thì nói với lại con Mụ Huệ đó là có cần tiền hay không. Mà nói với lại tính cách rất là nhẹ nhàng các bạn. Thì cái người đàn bà con Mụ Huệ này thì nói là tiền mà ai không cần, thì cái điều đó đúng nha bạn. Nhưng mà cái việc mà tiền á làm như thế nào và sử dụng ra làm sao, thì cái việc đó thì chúng ta thấy là chính con Mụ Huệ này đã tiếp tay với cái người tên là Quỳnh Nguyễn đó. Và thưa các bạn thì cái người Quỳnh Nguyễn đó đặt ra một cái kế hoạch là hãm hại luật sư Thanh Trần như thế nào. Và Minh Tú chỉ là một cái người dính líu lên cái việc sự kiện mày niệm mà thôi, chứ không phải là hãm hại Minh Tú, mà cái người mà muốn hãm hại là chính là luật sư Nguyễn Hồng Sơn nha các bạn. Thành thử ra cái người đàn ông này á đã nói là sẽ đưa số tiền là 5.000 đô cho cái con Mụ Huệ này, để cho con Mụ Huệ này á nó hãm hại luật sư Nguyễn Hồng Sơn. Và thưa các bạn thì trong quá trình đó thì chúng ta thấy như thế nào? Trong quá trình đó thì bây giờ đã phát hiện ra lại thêm có một người đàn bà nữa. Lại một người đàn bà nữa mà cái người đàn bà này á, mỗi lần á điện thoại hay là mỗi lần mà con Mụ Huệ gọi điện thoại cho Nguyễn Tiến Dũng, cho Max Đinh hay là Quỳnh Nguyễn gì đó, thì có người đàn ông tên là Quỳnh Nguyễn và chính cái người đàn bà mà ở cái vùng gọi là Atlanta, các bạn nào mà ở bên Mỹ đó thì các bạn chắc chắn là các bạn biết cái vùng này. Và các bạn biết là cái trong cái sự việc này chính cái người đàn bà này bây giờ mới ló rạng ra là đã tham gia luôn cả cái vụ này luôn các bạn. Và mỗi lần như vậy thì có sự đạo diễn có tên Quỳnh Nguyễn, và cái tấm hình như là cái lời con Mụ Huệ này nó nói á, thì cái người Quỳnh Nguyễn đó lấy hai cái tấm hình ha, là mẹ của cái Mụ Huệ và cha của Mụ Huệ. Nhưng mà các bạn biết là chỉ có lấy tấm hình của cái bà mà mẹ của cái mẹ Mụ Huệ này thôi, thì chụp cái tấm hình đó và đưa lên trên cộng đồng mạng. Và cái việc mà đưa lên cộng đồng mạng thì chắc chắn là Mụ Huệ này đưa lên chứ bạn, chứ cái ông Quỳnh Nguyễn đó thì ổng đâu có quen biết ai đâu mà ổng đưa lên, đúng không các bạn? Thì các bạn biết là từ cái việc mà cái bà Mụ Huệ này bà nói là bà không biết gì về công nghệ thông tin, không biết chụp hình, không biết nhắn tin, mà nói là không biết sử dụng điện thoại gì hết. Nhưng mà tại sao bà biết sử dụng FaceTime để nói chuyện với lại luật sư Nguyễn Hồng Sơn, rồi lia luôn cái điện thoại trên những cái bill chuyển tiền các bạn, để mà lừa đảo luật sư Nguyễn Hồng Sơn đó. Rồi cuối cùng sao các bạn? Cuối cùng thì con Mụ Huệ này á để làm ra những cái kịch bản, những cái mỗi phim do cái tên Quỳnh Nguyễn này làm. Và cái bà Mụ Huệ này á là một cái người diễn viên đó, từ cái kiểu mà bắt đầu đi rồi quấn cổ rồi đi khập khiễng bằng như là trên một cái cái gì mà để mà giá đỡ cho những người mà người tàn tật đi đó các bạn, thì chỉ thấy mặt cái sau lưng thôi chứ không có thấy rõ cái khuôn mặt nha các bạn. Rồi nghe những cái tiếng nhịp tim ở trong như nhà thương gì đó, tít 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 gì đó. Thì các bạn biết chắc chắn là những cái người đạo diễn này đã bàn ra một cái kế hoạch
để mà đi lừa đảo trên cộng đồng mạng. Mỗi lần cái bà Huệ này á, bà nói chuyện với luật sư Nguyễn Hồng Sơn thì bà nói chuyện khác ha, cùng một câu chuyện nha. Thì nói chuyện với Nguyễn Tiến Dũng lại cùng một cái câu chuyện đó, nhưng mà lại nói theo một cái chiều hướng khác nữa. Rồi nói chuyện với Maxine, rồi nói chuyện với Quỳnh Nguyễn. Nói chung là những một cái câu chuyện thôi mà không có thống nhất về những cái tình tiết câu chuyện đó. Thì luật sư Nguyễn Hồng Sơn thấy là cái việc bà này nói như vậy là sai rồi các bạn. Thành tử ra những cái việc mà bà này nói thì luật sư Nguyễn Hồng Sơn chỉ là nghiên cứu coi cái bà này diễn tuồng cho tới đâu. Rồi cái lúc nè, cái lúc mà sao, khi mà nghe tin là Nguyễn Tiến Dũng sẽ tới bên Dallas để mà lấy những cái bill chuyển tiền của bà này hay là receipt chuyển tiền đó, thì cái bà này bà rất là run sợ, bà muốn chấm dứt cho câu chuyện. Thì bà, cái người con gái tên là Thu đó, nói là mẹ của Thu chết rồi, chính là bà Hoa chết rồi ha. Nhưng mà cái kế hoạch để mà hãm hại luật sư Nguyễn Hồng Sơn thì chưa xong. Bởi vậy cái con Thu này nó tiếp tục cái hành trình để mà nó hãm hại luật sư Nguyễn Hồng Sơn bằng cách như thế nào các bạn? Bằng cách cái con Thu này đó, nó nói là tại sao luật sư Nguyễn Hồng Sơn không đưa lên 10 cái bill chuyển tiền hay là 10 cái receipt chuyển tiền lên trên mạng để mà đi tố cáo Lê Thanh Minh Tú đi. Thì các bạn biết là nó hối 3-4 lần, và mỗi lần điện thoại như vậy thì nó nói là chú Sơn ơi, chú Sơn hãy trả lại công đạo cho mẹ con, rồi đi thưa thằng Lê Thanh Minh Tú nó hãm hại gia đình con đến nỗi mẹ con phải tức tưởi chết. Mà hỏi các bạn chứ, một người kêu đi mổ cuống họng, thì tiếp sau đó là kêu là đi mổ gan, rồi cuối cùng là chết một cách bất đắc kỳ tử. Thì các bạn thấy là cái việc này thì làm cho tất cả cộng đồng mạng ta phải có một cái việc mà suy nghĩ thận trọng về cái người lừa đảo là cái mụ tên Huệ này. Thì luật sư Nguyễn Hồng Sơn nói là khi nào mà luật sư Nguyễn Hồng Sơn nắm trong tay 10 cái bill chuyển tiền hay là 10 cái receipt chuyển tiền mà gốc ha, nghĩa là có đóng dấu của cái công ty Tín Nghĩa hay là công ty gì đó các bạn, rồi luôn cả cái tên người gửi, tên người nhận, và luôn cả cái hồi đáp mà Lê Thanh Minh Tú mà nếu mà có nhận tiền thì chắc chắn phải ký tên vào cái chỗ nhận. Và thậm chí là cái con mụ Hoa đó, là đóng vai tên Hoa đó bạn, cũng là mụ Huệ, trả bộ tới cái chỗ nào mà nói là cái người mà gửi tiền á, thì trong ngày lễ, thì vào ngày thứ hai thì đang nghỉ lễ trong cái dịp mà phục sinh ở bên Mỹ đó bạn, thì văn phòng đóng cửa, mà con gái của bà ta thì nắm cái password của cái máy vi tính đó, của cái laptop đó, không thể nào mà mở ra cái laptop đó được. Thành thử ra không thể nào mà trả lời cho luật sư Nguyễn Sơn và đưa 10 cái bill chuyển tiền chính gốc cho luật sư Nguyễn Hồng Sơn được. Nó hẹn là vào ngày khác, khi mà cái đứa con gái của cái người mà cái công ty mà chuyển tiền Tín Nghĩa đó bạn, đây là cũng một cái việc mà lừa đảo nữa ha. Thật ra tất cả những cái sự việc này thì cái mụ Huệ chắc chắn là có một người chỉ đạo cho cái con mụ già này. Và thưa các bạn, thì bây giờ đã lòi ra là gì, là cái người tên Hoa nó nhất quyết mà nó yêu cầu và cũng như là nó hối thúc luật sư Nguyễn Hồng Sơn phải đi thưa kiện tên Lê Thanh Minh Tú. Nhưng mà ngược lại á, thì luật sư Nguyễn Hồng Sơn cũng không nhận cái việc mà đi tố cáo từ Lê Thanh Tú, thì vì có liên quan gì tới luật sư Nguyễn Hồng Sơn hay không, mà muốn tố cáo muốn gì đó bạn, thì phải có cái bill chuyển tiền chính gốc nè. Rồi cái việc mà tố cáo hay không còn tùy thuộc vào cái việc Lê Thanh Minh Tú nó có làm gì hay là tác động gì luật sư Nguyễn Hồng Sơn. Như là nó thưa kiện thì cái việc mà đưa những cái bill chuyển tiền đó thì luật sư Nguyễn Hồng Sơn không có cần để mà đưa lên cộng đồng mạng để mà chứng minh là cái bà Huệ này hay là bà Hoa hay là Tinh Thu này gửi cho luật sư Hồng Sơn. Mà cái những cái tờ bill đó thì nếu mà cần đó, thì người ta đưa cho cơ quan chức năng hay là tòa án thôi. Còn cái việc phải lên chứng minh những cái bill chuyển tiền đó thì thật ra thì luật sư Nguyễn Hồng Sơn không cần chứng minh. Tại vì tên Lê Thanh Minh Tú nó chẳng phải là tòa án, nó chẳng phải là cơ quan chức năng, mà nó cũng chẳng phải là FBI. Bây giờ nè, các bạn biết là tên Minh Tú và cái thằng cha luật sư Tôn Hồng đòi đi đã thưa kiện luật sư Nguyễn Hồng Sơn ở đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nha bạn. Và nghe đâu đó thì trong cái việc thưa kiện này phải 3 tuần thì mới trả lời. Rồi cái tên Minh Tú nói là nếu mà 3 tuần nó không nhận được một cái trả lời nào của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh thì tiếp tục nó sẽ gửi cái đơn thứ hai. Mà mình thấy là cái vụ này các bạn, thì luật sư Nguyễn Hồng Sơn cũng là một người bị hại. Thì chính ha, cái con mẹ Huệ này nó nhận tiền của cái đám
mà của một cái người đàn bà nào đó ở vùng Atlanta đó, chi trả là 5.000 đô để mà hãm hại luật sư Nguyễn Hồng Sơn. Còn cái tên mà Quỳnh Nguyễn gì cơ của nó nói các bạn, thì cái tên này chỉ là một cái tên đạo diễn mà thôi, mà nghe nói là lúc khi mà bà Thu chết rồi á, việc mà bại lộ ra thì cái tên Quỳnh Nguyễn này á thì nó cuốn gói nó bỏ chạy rồi các bạn. Thì nghe cái bà mà mụ huệ này nói sao, chính tên Tony Phạm gọi điện thoại trực tiếp cho cái bà này, cho cái bà huệ đó, và khuyên cái bà huệ này hãy nhận tội một mình đi, đừng có khai bất cứ một ai. Thì các bạn thử coi trong cái sự việc này tại sao tên Tony gà mái dầu lại gọi điện thoại cho con mụ huệ và bắt con mụ huệ phải nhận tội một mình. Có phải là tên Tony Phạm cũng là một tên trùm giữa hay không, cũng nằm trong cái nhóm tổ chức mà đi hãm hại luật sư Nguyễn Hồng Sơn các bạn? Các bạn thấy là cái nhóm cây đa cây đề cây vú sữa bọn chúng đó, khi mà nó nghe tin bà Hoa chết làm sao, bọn chúng nó cười đùa, bọn chúng nó lên nó chửi, nó nhục mạ bà Hoa, thì bọn chúng nó biết là bà Hoa là không có thật rồi, chỉ là một cái diễn trò của con quệ này mà thôi. Bởi vì bọn chúng nó chửi bà Hoa hết sức là thảm thiết, các bạn thấy không? Đây là nó thấy là bên phía chúng ta đã cắn câu rồi các bạn. Thành thử ra cái đám mà nhằm mặt nạ này á, nó vui sướng, nó nhảy múa, rồi nó lên nó chửi bà Hoa rất là khủng khiếp. Dạ thưa các bạn, thì qua cái video clip này thì QH đã tìm thấy là gì? Cái sự là có một người đàn bà ở Atlanta nha các bạn. Đã mình chắc chắn với các bạn, cái người đàn bà này á thì theo như mình suy nghĩ, mình không biết đúng hay không, chính là cái người trả tiền cho cái con mụ huệ này 5.000 đô. Còn cái tên Quỳnh Nguyễn á chỉ là một cái tên đạo diễn tới nhà con mụ huệ để làm lên cái vở kịch này mà thôi. Thành thử ra cái vở kịch này nó không hoàn hảo được, tại vì ba đứa là Hoa, Huệ, Thu đều cùng là một người, đều làm cùng một giọng nói. Và thậm chí là khi mà cái thằng Bình Dũng đó nó biến mất thì con mụ huệ này chỉ diễn xuất một mình, do đó cái việc mà diễn xuất của nó đó nó không được hoàn hảo như cái lúc ban đầu. Các bạn thấy là lúc ban đầu thì nó lên kênh của Nguyễn Tiến Dũng á, thì con mụ huệ này nó làm sao các bạn, nó bị người này á, nó bị lên Lê Thanh Minh Tú gọi điện thoại vào chửi rủa, chửi là con đờ, và thậm chí là kéo đến nhà người nhà nó ở Việt Nam đòi chém gia đình nó. Và con mụ huệ này lộ ra một cái việc mà trên cộng đồng mạng biết là tại sao, nó nói là cháu nó là công an của tỉnh Lâm Đồng mà đi thưa thằng Lê Thanh Minh Tú, tại sao không thưa ở thành phố Hồ Chí Minh mà lại đi thưa ở công an tỉnh Long An? Các bạn thấy không, cái việc mà nó nói như vậy á là một cái việc mà sơ hở rất là lớn. Trên cộng đồng mạng cũng tìm ra cái được nguyên nhân. Thì bây giờ có con mụ huệ nó nói, lúc thì nó nói thế này, lúc thì nó nói thế kia, nó dẫn dắt hết người này người kia người nọ các bạn. Bây giờ Nguyễn Tiến Dũng trên đường mà đi du lịch ở các nước đó, ở bên Nhật nè, Việt Nam nè, Campuchia, Thái Lan, một ngày nó gọi điện thoại mười mấy hai chục lần, luôn cả luật sư Nguyễn Hồng Sơn cũng vậy, một ngày nó cũng gọi điện thoại mấy chục lần các bạn, để mà nó làm phiền, nó phá giấc ngủ người ta. Các bạn thấy là cái con mụ huệ chính là cái nguyên nhân. Và chúng ta những cái người nào muốn tìm ra sự thật phải tìm ra cái người đàn bà ở bên Atlanta là cái người chủ mưu, mà chưa chắc cái người đàn bà này là chủ mưu các bạn. Nhưng mà theo như mình nghĩ đó, cái người mà phụ nữ ở bên Atlanta đó là chắc chắn là cái người trả tiền cho cái con mụ huệ này, chứ không phải là ai hết, chứ không phải là cái thằng cha Quỳnh Dũng đâu. Thì QH xin dừng clip tại đây, xin chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you, bye bye.